chào các bạn đã đến với TNC Computer. Lần đầu tiên thì mình xin được thay mặt TNC gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Và trước khi bắt đầu với nội dung chính của video này thì mình xin được tự giới thiệu một chút về TNC Computer. Là đơn vị chuyên phân phối high-end PC, linh kiện máy tính cao cấp, những dòng gaming laptop hàng đầu cũng như gaming gear chất lượng cao và chính hãng. TNC Computer với sứ mệnh và mục tiêu là mang lại cho khách hàng được dịch vụ trước và sau bán hàng tốt nhất, đem đến một trải nghiệm mới hoàn toàn với mô hình showroom high-end PC và gaming gear đỉnh cao. Với tôn chỉ, giá đã tốt nhưng dịch vụ còn phải tốt hơn. Nếu các bạn quan tâm đến những sản phẩm chất lượng cao, cao cấp và chính hãng, cũng như muốn nhận được tư vấn tận tâm và nhiệt tình từ TNC Computer, hãy nhấc ngay điện thoại gọi đến hotline 043-628-8790 và 043-512-0778 hoặc mở ngay trình duyệt và đi đến địa chỉ web tncstore.vn. Vâng, và với sự phát triển nhanh đến chóng mặt của công nghệ hiện đại thì chắc hẳn bất cứ ai trong chúng ta đều muốn sở hữu những thiết bị tiên tiến cũng như là đủ mạnh để theo kịp thời đại. Có rất nhiều thứ để chúng ta lựa chọn, đó có thể là một chiếc smartphone, một chiếc máy tính bảng hay những thiết bị âm thanh và nghe nhìn cao cấp. Tuy nhiên thì bạn chắc chắn không thể không sở hữu một chiếc máy tính cá nhân. Vâng, và nếu chỉ nói đến đây thôi thì mình nghĩ là nhiều bạn sẽ bị rơi vào một vũ trụ bất tận những lựa chọn và cảm thấy mông lung như một trò đùa, không biết sẽ phải bắt đầu từ đâu, nên mua laptop hay là máy tính để bàn, rồi thì hàng trăm nhà sản xuất khác nhau, biết chọn hãng nào đây. Mức giá thì cũng vô cùng tận, trong khi ví tiền của chúng ta thì không phải túi thần kỳ của Doraemon. Chính vì vậy thì hôm nay tại đây, TNC Computer xin được gửi đến các bạn cấu hình tham khảo cho một chiếc PC đủ mạnh mẽ nhưng vẫn vô cùng kinh tế, bền bỉ và dễ dàng nâng cấp trong tương lai, phục vụ hoàn hảo cho nhiều mục đích từ học tập, công việc cho tới giải trí với những nội dung số chất lượng cao chỉ với 16 triệu đồng mà thôi. Và đây cũng là yêu cầu cũng như lựa chọn được nhiều khách hàng quan tâm nhất tại TNC Computer trong thời gian gần đây. Và để bắt đầu xây dựng cấu hình cho một chiếc PC thì bao giờ chúng ta cũng cần phải xác định được thứ đầu tiên là vi xử lý, vì đây chính là bộ não của PC và mọi thứ linh kiện còn lại sẽ làm việc xoay quanh nó. Khi đã chọn được CPU rồi thì chúng ta mới xác định được những thành phần còn lại sao cho nó tương thích và đạt được hiệu năng cao nhất có thể. Và với tầm giá 16 triệu đồng thì TNC xin được đề cử CPU Intel Core i5-7400, 4 lõi với xung nhịp 3GHz, socket 1151. Đây là con chip thuộc thế hệ Kaby Lake mới nhất mà Intel vừa ra mắt vào đầu năm nay, được sản xuất trên tiến trình 14nm, hứa hẹn mang lại hiệu năng mạnh mẽ nhưng mức tiêu thụ điện năng lại cực kỳ thấp và nhiệt độ tỏa ra cũng rất là mát mẻ, mang lại tính ổn định cao cho toàn bộ hệ thống. Mức giá cực yêu cho em i5-7400 tại TNC Computer chỉ 4.599.000 đồng. Và tất nhiên để có thể sánh bước với Core i5-7400 thì sẽ có rất nhiều lựa chọn về mainboard, nhưng như tiêu chí đã đề ra về tầm giá là khoảng 16 triệu đồng thì có lẽ không cái tên nào sáng giá hơn ASUS ROG Strix B250 Gaming với mức giá chỉ 2.359.000. Các bạn sẽ sở hữu một chiếc mainboard vừa đẹp về ngoại hình, vừa đạt chất lượng linh kiện cao cấp với tông màu đỏ đen hầm hố. Chipset B250 với 4 khe cắm RAM DDR4 hỗ trợ bộ nhớ RAM lên tới 64GB cùng 6 cổng SATA 6GB, mang lại khả năng nâng cấp về bộ nhớ cũng như lưu trữ vô cùng thoải mái. ROG Strix B250M Gaming cũng hỗ trợ đầy đủ những kết nối như là USB 2.0, USB 3.0 v.v. Và đặc biệt là nó sẽ hỗ trợ tới 2 cổng giao tiếp PCIe chuẩn NVMe Express M2, giao thức mới nhất dành cho SSD cho tốc độ cực kỳ cao và tính ổn định vượt trội hơn hẳn, rất phù hợp cho những nâng cấp về sau nếu chúng ta có nhu cầu. Bên cạnh đó thì chiếc mainboard này cũng có sử dụng khe cắm VGA được gia cố rất tốt, mang lại khả năng chịu được những các đồ họa to và nặng, hạn chế tình trạng cong vênh mainboard hoặc chân tiếp xúc kém do phải chịu sức nặng từ cả màn hình. Và chiếc mainboard này sẽ càng tuyệt vời và quyến rũ hơn trong ban đêm với hệ thống đèn LED trang trí được tích hợp trực tiếp trên nền nó. Với mainboard ROG Strix B250 Gaming thì chúng ta sẽ có tới 4 khe cắm RAM DDR4 cùng tông màu đỏ đen huyền bí và con chip Core i5-7400 hỗ trợ bus RAM lên tới 2133. Vậy thì tại sao chúng ta lại không sắm ngay RAM Kingston HyperX Fury Black nhỉ? Dung lượng 8GB với bộ kit 2 thanh 4GB để tận dụng dual channel, đây sẽ là sự lựa chọn vô cùng hợp lý về cả hiệu năng lẫn ngoại hình, do màu đen quyến rũ của em nó không thể nào phù hợp hơn với tông đỏ đen của mainboard này. Chưa kể những thanh RAM đến từ Kingston đã được các chuyên gia kiểm chứng về chất lượng và hiệu năng, nhưng trên hết chúng có khả năng tự động ép xung để đạt được tốc độ tối ưu nhất có thể. Và dĩ nhiên đây sẽ chỉ là một lựa chọn mà theo mình là hợp lý nhất mà thôi. Nhưng quan trọng là mức giá của em nó hoàn toàn phù hợp với tiêu chí ban đầu của chúng ta đã đề ra, chỉ với 1.799.000 đồng. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với thành phần vô cùng quan trọng mà nó sẽ là thứ mang lại nhiều trải nghiệm tuyệt vời nhất với một chiếc PC, đó chính là card VGA. Và với cấu hình tầm giá 16 triệu đồng thì không gì hợp lý hơn một chiếc GTX 1050 Ti 4GB đến từ Gigabyte. Với GTX 1050 Ti 4GB thì chúng ta hoàn toàn có thể tận hưởng những tựa game nóng nhất hiện nay như là Overwatch,
Battlefield 1, Call of Duty Infinite Warfare hay là với setting tương đối ấn tượng cùng mức khung hình rất cao mang lại trải nghiệm game sắc nét mượt mà. Bên cạnh đó thì chiếc màn hình từ Gigabyte này được thiết kế hệ thống tản nhiệt rất tốt với hai ống đồng bên trong. Các lá nhôm được bố trí rải đều giúp tối ưu luồng không khí, tăng hiệu năng tản nhiệt. Hai quạt lớn nhưng hoạt động vẫn rất êm ái và mức tiếng ồn phát ra có thể nói là im du như máy cày với gió luôn. Và tất cả những điều đó chỉ gói gọn trong 4.740.000 đồng mà thôi. Ok, như vậy là chúng ta đã có một sức mạnh tương đối ổn để mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho hầu hết những tác vụ đòi hỏi phần cứng mạnh mẽ. Tiếp theo thì chắc chắn các bạn sẽ cần đến một ổ cứng đủ thoải mái để lưu trữ game cũng như những nội dung phim chất lượng cao yêu thích. Và HDD VKD Blue 1TB với tốc độ vòng quay 7200 RPM SATA 3 sẽ là đề nghị của mình cho cấu hình này. Với tốc độ 7200 RPM cùng kết nối SATA 3 dung lượng lớn lên tới 1TB sẽ mang lại cho chúng ta một không gian vô cùng thoải mái cũng như là tốc độ đọc ghi dữ liệu cao, ổn định cùng bộ nhớ đệm 64MB sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua với mức giá chỉ 1.288.000 đồng mà thôi. Và tất nhiên để vận hành được toàn bộ những linh kiện này thì chúng ta sẽ cần một bộ nguồn đủ mạnh nhưng cũng phải mang tính ổn định cao cũng như đầy đủ các kết nối. Với cấu hình tầm giá 16 triệu thì mình xin được tự tin giới thiệu bộ nguồn Corsair VS400 có công suất 400W vừa vặn để tải toàn bộ chip và các đồ họa mà chúng ta đã lựa chọn. Thậm chí còn cân tốt cả GTX 1070 nếu như là các bạn muốn nâng cấp trong tương lai. Nhưng trên hết là tính ổn định mà nó mang lại cho toàn bộ hệ thống, đảm bảo được tuổi thọ cho các linh kiện mà nó cấp nguồn. Corsair VS400 hoạt động vô cùng êm ái, ít tiếng ồn với quạt 120mm, tản nhiệt tốt ngay cả trong ngày hè oi bức với mức giá chỉ 839.000 đồng tại TNC Store mà thôi. Ok, như vậy là chúng ta đã lên xong cấu hình phần cứng cho một chiếc PC đủ mạnh để tận hưởng những trải nghiệm game và phim ảnh chất lượng cao nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm điện năng và chi phí không quá đắt đỏ. Nhưng sẽ quả là thiếu sót nếu không trang bị cho nó một bộ vỏ thật là lộng lẫy. Dù gì thì case máy tính cũng là một bộ mặt của chiếc PC và cũng là thứ mang lại nhiều cảm hứng nhất mỗi khi chúng ta sử dụng. Với tông màu đỏ đen của mainboard Asus ROG Strix B250G Gaming cùng màu đen huyền bí từ đôi RAM Kingston HyperX Fury Black, thêm cả Gigabyte GTX 1050 Ti màu cam đen ấn tượng. Thì tại sao? Còn chờ gì nữa? Hãy trang bị ngay case Cortex Gang X Mid Tower với tông màu đỏ đen. Và mức giá thành cho chiếc case này cũng rất quyến rũ và chắc chắn các bạn sẽ rất bất ngờ, chỉ 759.000 đồng mà thôi. Vâng, và như vậy là chúng ta đã cùng nhau lên cấu hình cho một chiếc PC tuyệt vời, đủ mạnh để cày nát các tựa game đình đám hiện nay và cũng đủ đẹp để các bạn tự tin đặt lên bàn hay bất cứ đâu mà chúng ta muốn. Nhưng quan trọng nhất đó là tính ổn định, hiệu năng cao, bền bỉ, mát mẻ cũng như giá thành không thể hợp lý hơn với tổng chi phí phải bỏ ra chỉ 16 triệu đồng mà thôi. Và dĩ nhiên với 16 triệu đồng đầu tư thì chắc hẳn các bạn sẽ muốn biết chiếc máy tính của mình sẽ làm được những gì đúng không? Chính vì thế tại sao chúng ta không cùng lắp ráp tất cả những linh kiện này lại và cùng xem thử một vài tựa game phổ biến xem chúng ta sẽ làm được gì với chiếc PC này nhé. Ok, và mình đã hoàn thành việc lắp ráp cũng như cài đặt hệ điều hành driver đầy đủ cho nó. Và bây giờ hãy cùng thử qua tựa game offline nổi tiếng và bất hủ của mọi thời đại, luôn thách thức những cấu hình mạnh mẽ nhất, đó chính là Chicken Invader. Các bạn có thể thấy là với cả 1050 Ti, đồ họa của game cực kỳ ấn tượng, tất cả các chi tiết đồ bóng vật thể cũng như các hiệu ứng vật lý đều rất là tuyệt vời và mượt mà. Mình đùa chút thôi, chúng ta hãy đến với tựa game MOBA có đồ họa cực kỳ ấn tượng, đó chính là Dota 2. Và với cả 1050 Ti cùng sức mạnh từ CPU Core i5-7400 thế hệ Kaby Lake mới nhất, tại sao lại không kéo lên mắc cấu hình luôn nhỉ? Và như các bạn có thể thấy là chiếc PC của chúng ta đã có thể dễ dàng vượt qua mức khung hình trên 100fps ở những màn dạo đầu cũng như những pha solo nhẹ nhàng. Tuy nhiên đến với những pha combat tổng với số lượng skill phóng ra nhiều chi chít thì FPS sẽ giảm xuống chỉ còn từ khoảng 75 đến 85 mà thôi. Tuy nhiên như vậy vẫn là một mức khung hình vô cùng mượt mà và đáng mơ ước với nhiều game thủ, thừa sức mang lại trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời, kể cả với những màn combat gay cấn nhất. Và với chiếc PC này thì các bạn có thể hiện thực hóa giấc mơ game mình không giật lag, tạm biệt ác mộng đang combat thì rớt khung hình dẫn đến chết oan. Chuyển qua tựa game nặng đô hơn một chút, hãy cùng thử Overwatch xem sao. Hiện tại thì mình vẫn chưa thấy có gì gọi là có thể làm khó chiếc PC của chúng ta. Với hình ảnh độ phân giải Full HD cùng tất cả setting ở mức Ultra, bật Epic lên hết cỡ các kiểu, độ ổn định mang lại là rất tuyệt vời với khung hình FPS dao động từ khoảng 50 đến 65 hình trên giây.
Và có vẻ như với 16 triệu bỏ ra thì chúng ta sẽ có một chiếc gaming PC khá bá đạo đúng không? Nhưng mình vẫn muốn hành hạ nó thêm một chút nữa, nên chúng ta hãy thử try hard với tựa game Hitman phiên bản mới nhất vừa được ra mắt cách đây không lâu. Với mức cấu hình ở tối đa thì chiếc máy của chúng ta sẽ phải hơi chật vật một chút, với mức khung hình dao động chỉ khoảng từ 25 đến 35 hình trên giây mà thôi. May mắn là Hitman không phải tựa game chạy và bán đơn thuần như là Call of Duty hay là Battlefield 1, nên mức khung hình này vẫn đủ để chúng ta thực hiện những pha ám sát vô cùng tinh tế. Nhưng mà tốt hơn là để mang lại trải nghiệm game mượt mà thì các bạn nên để setting ở mức trung bình mà thôi. Vâng, như vậy với mức chi phí bỏ ra chỉ khoảng 16 triệu đồng thì chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được một sức mạnh không tồi một chút nào với vi xử lý Intel Core i5-7400 thế hệ cảm lực mới nhất. Các đồ họa GTX 1050 Ti đến từ Gigabyte mang lại một hệ thống giải trí tương đối mạnh mẽ, đồng thời đảm bảo được tính thẩm mỹ cũng như giá thành vừa phải. Có lẽ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho chúng ta trong rất nhiều mục đích khác nhau, từ học tập, giải trí cho tới những tác vụ đòi hỏi năng lực xử lý ở mức trung và cận cao cấp. Và video xin được kết thúc tại đây thôi. Mọi thắc mắc về thông tin sản phẩm, các bạn hãy liên hệ ngay với hotline của TNC Computer mà mình đã để bên dưới phần mô tả của video này. Nếu các bạn thấy video này hay ho và hữu ích, hoặc muốn TNC thực hiện thêm những video trải nghiệm chiếc PC này và làm thêm nhiều cấu hình nữa trong tương lai, hãy like, share cũng như bình luận ý kiến của mọi người vào video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video xây dựng cấu hình PC tiếp theo.